Hiếu Minh Audio xin mến chào toàn thể các bác nhé. Thì hôm nay Hiếu Minh Audio xin phép review một sản phẩm, đó là chiếc micro không dây Shure UGX10 2 la mã phiên bản mới nhất, phiên bản đặc biệt năm 2018 các bác nhé. Thì đối với đầu thu này là nó có hiển thị 6 số này các bác này. Đầu thu hiển thị 6 số mà Hiếu Minh Audio đã có một clip để giới thiệu cho các bác rồi. Đầu thu hiển thị 6 số và tai mic cũng hiển thị 6 số các bác nhé. Đây tai mic của Shure UGX10 2 la mã hiển thị 6 số đây. Và cái điều đặc biệt hơn đó là những cái đầu thu này hộp kênh nó rất là lớn, bên thì nó là màu đỏ các bác nhé. Đây là phiên bản mới nhất, người ta đã cải tiến là bên màu đỏ, hộp kênh rất là lớn, ba đầu ngón tay đấy. Và với cái hộp kênh lớn này thì khả năng bắt thu sóng của nó cực kỳ tốt và rất là nhạy đấy các bác xem. Khả năng cắt tức là khả năng tự ngắt rất là tốt, để sau 3 giây là nó đã ngắt rồi nhé. Đấy, hai đầu thu đều ngắt cả rồi, nâng lên là sẽ được đấy, nâng lên hết, bỏ xuống sau 3 giây là sẽ tự ngắt đấy các bác nhá. Sau 3 giây sẽ tự ngắt. Thì hiện tại Hiếu Minh Audio đang đấu một dàn gồm 3 thiết bị cơ bản thôi, gồm một cục đẩy công suất, một chiếc vang số cao cấp Shure T3 và một micro không dây. Thì các bác đã nhìn thấy đây, Shure UGX10 2 la mã. Thì đối với sản phẩm này thì Hiếu Minh Audio là hàng nguyên mới nguyên hộp các bác nhá, mới nguyên hộp 100% mới nguyên hộp, đầy đủ phụ kiện kèm theo các bác và bảo hành 1 năm. Đấy là các sản phẩm Shure UGX10 2 la mã. Còn nói về khi em ghép và đấu nối vào một dàn như thế này thì ngoài khả năng cực nhạy của chiếc Shure UGX10 2 la mã cộng với khả năng tinh chỉnh tốt của một chiếc vang số T3 đời cao cấp, nếu chúng ta biết tinh chỉnh tốt thì tiếng âm của nó rất là hay, mic nó nhẹ và rất là hút mic các bác nhé. Thì sau đây Hiếu Minh Audio xin phép là thể hiện một bài hát để thử chất âm cũng như chất của chiếc micro không dây Shure UGX10 2 la mã phiên bản mới này. Thì sau đây Hiếu Minh xin phép các bác nhé. Đây là hai ba bốn năm sáu. Kết thúc là điều anh không muốn. Anh biết như thế làm em đau. Không phải vì anh đã hết yêu em, mà vì quãng cách đôi ta quá xa. Người ơi anh xin lỗi. Người yêu cho anh và hãy cứ tha cho anh nhẹ nhẹ. Chẳng thể nào thay đổi vì chính anh cũng không thể nào hiểu được. Rồi ngày mai sẽ bên anh thôi. Có lẽ anh và em mình chia tay.
kết thúc là điều anh không muốn. Anh nên như thế làm em đau. Không phải vì anh đã hết yêu em, mà vì hoàn cảnh đời ta quá xa. Đời đời anh xin lỗi vì đã không thể bên em ngay lúc này. Người yêu cho anh và hãy cứ tha cho anh em nhé. Chẳng thể nào thay đổi vì chính anh cũng không thể nào hiểu được. Rồi ngày mai sẽ bên em anh. Hãy cùng anh xa quá mong manh. Để giờ đây ta đã rời xa nhau. Một tình yêu mà anh ước mơ thuở nào. Nhưng giờ đây anh phải ra đi. Người ơi anh xin lỗi vì đã không thể bên em ngày lúc này. Người yêu cho anh và hãy thứ tha cho anh em nhé. Chẳng thể nào thay đổi vì chính anh cũng không thể nào hiểu được. Rồi ngày mai sẽ bên anh thôi. Rồi ngày mai sẽ bên anh. Hiếu Minh Audio xin cảm ơn các bác nhé và cảm ơn anh. Thì với những cái bộ mic Shure URX125 mã, Shure URX mà bên Hiếu Minh Audio là những sản phẩm cực kỳ chất lượng các bác nhé. Đầu thu mic bắt cực kỳ xa và nhạy, thì tất cả những sản phẩm là tốt. Mong các bác nếu có lòng thì xin phép ủng hộ Hiếu Minh Audio. Cửa hàng Hiếu Minh Audio ở 451 Quang Trung, Hà Đông. Số điện thoại liên hệ là 0919182233. Hiếu Minh Audio một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi clip của Hiếu Minh Audio. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bác.